Hello, xin chào mọi người. Chào mọi người quay trở lại với tập số 5 của Strike cùng với Hải Siêu Moe. Tôi nói lại nhà nó là Siêu Moe, đừng gọi là Siêu Mèo. Nghe nghe Siêu Mèo nó kỳ lắm. Mà Siêu Vi nghe xong Siêu Vi đánh tôi chết đấy. Là Siêu Moe, Moe Moe. Moe. Thôi được rồi. Thì ở tập trước là bọn mình đi kiếm các máy bắn nước đúng không? Mình kiếm không ra. Thế nên ý, giờ là chúng ta phải kiếm lại thêm một lần nữa. Tại vì cái bản nhạc cuối cùng tôi đã có rồi, không lý nào mà tôi lại bị lỡ một cái nước đó được đúng không? Không lý nào. Các bạn biết tôi đang ăn gì không? Tôi đang ăn mì siêu cay. Siêu kẹ. Do you think five more? Vậy là mình đã đưa hết cho ông này rồi nè, đúng không? Ok. Hôm qua Hải Quỷ có đi kiếm một số hin. Từ từ, làm sao để chạy nhanh nhỉ? À, giữ ship. Thì sao nào? Hải Quỷ có kiếm một số hin để kiếm xem là ê, nhà quay đấy. Này là quán bar. Thì tôi biết được cái khu kia, cái máy bắn nước chết tiệt đấy nằm ở đâu rồi. Cuối cùng tôi cũng biết nó nằm ở khu vực chết tiệt nào rồi. Thế nên ý là bây giờ chúng ta sẽ kiếm đường đi lên nhé. Chúng ta sẽ kiếm đường đi lên. À, eto. Đây này, chúng ta sẽ lên cái khu này này. Ok. Cóc ai ngờ được. Cóc ai ngờ được hiểu không? Để tôi từ từ nào. Cóc ai ngờ được. Đây các bạn thấy cái gì không? Các bạn thấy cái gì không? Cóc ai ngờ được. Nó để ở đây ạ. Ai đổ? Hả? Ai đổ? Đây máy bắn nước. Máy bắn nước cuối cùng rồi. Bíp bíp, cho em xin lon nước nha. Rồi. Take energy drink. Hình như là mình bị mất bản nhạc cuối cùng rồi đúng không? Không, giờ tôi đã có lon nước nhưng bản nhạc cuối cùng ở quê. Không. Từ đã. Đó. Không, tôi không chấp nhận sự thật này. Không. Không. À, bản nhạc cuối cùng. Đâu có. Hình như nó nằm ở trên đây sao ấy. Đúng không? Làm ơn. Đúng rồi. Nó đây rồi. Nó đây rồi. Các bạn ơi. May quá tôi còn nhớ. Cho tôi leo lên bàn. Không, tôi muốn leo lên bàn. Mèo muốn leo lên bàn cơ. Mèo á. Đợi. Finally. Rồi. Em là một con mèo dễ thương. Em anh ơi. Chơi nó bản nhạc của cô mày. Chơi nó bản nhạc của cô mày. Rồi. Anh ơi, bản nhạc sĩ ơi. Bản nhạc cuối cùng. Đây. Em có. Có đây anh. Ballad of the lol, một bản ballad buồn của một con robot. Cô đơn. Tôi nghĩ tôi có thể chơi được nó đấy, nghe này. Từ nhá, để tôi mở nhạc to lên nhá. To lên đã để cho các bạn nghe được cái nhạc của game. Cho nên là đây. Trời ơi, tôi sẽ ngồi tôi ăn mì siêu cay. Đúng những gì mà siêu vi làm à. Bỗng nhiên tôi thấy băng mì. Trời ơi.
Đã xong. Đã không? Vậy là còn nữa hả? Còn nữa Đam. Tôi tưởng là bản nhạc cuối cùng mà chứ mình cũng thiếu bản nào nữa. Các bạn biết mình thiếu bản nào đúng không? Comment cho tôi biết nhé. Anh ơi. Three Anaring Can. Một. Đừng nói là. Đừng nói là. Đừng nói là nó reset lại. Nó reset lại và mình bị mất, mình bị thiếu một lon nhá. Mình bị thiếu một lon đúng không? À ha. À ha. Tôi không nhớ là cái lon này nằm ở đâu cả nên là chúng ta lại đi mò. Damn you Hải Quỳ. Ồ, kia có phải nó kia rồi. Nó kia kia. Nó kia kia. Các bạn ơi, nó kia rồi. À, máy bắn nước thương yêu. Máy bắn nước thương yêu. Em đến đây. Em đến đây. Ôi. Lon cuối. Đây mới là lon cuối. À, ok, nhận rồi đúng không? Đủ 3 lon chưa? Đủ 3 lon rồi. Đủ 3 lon rồi. Đi rồi. Xin chào. Không biết gì hết nhá. Tạm biệt nhá. Anh ơi, cầm lấy này. Mèo 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 mèo. Ba lô nước của mày đấy. Mèo 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 mèo. Ní. Ê. Có đủ anh ơi, có đủ luôn. Của bạn đây. Oh. Nó là ký ức của B12. Nó là ký ức của B12. Yes. Remember. Đây là cái mẫu trước đấy, kiểu như là mẫu cũ nhất thời đấy của Companion. Hồi đấy thì bọn Companion không hề có nhân cách. Họ chỉ đơn giản là lập kiểu như làm việc những gì theo mình được lập trình ấy, là chỉ đơn giản là dọn dẹp thôi. Tôi thấy khá là hay khi mà họ bắt đầu có nhân cách của mình, nhân cách riêng của mình. It's like they miss it. Như thể là các Companion nhớ về con người vậy. Thế nên là họ đã phỏng theo những gì mà đấy, họ phỏng theo những tính cách của con người trước đấy. Đó nên là nói chung là Companion là những con robot khá là tốt bụng. Vậy là xong chưa? Không rồi đúng không? Chúng ta đi thôi. Đi quán ba. Quán ba. Hello. À quên, Spain nè. Mito. Em. Còn cái két sắt nữa, còn cái két sắt nữa các bạn. Quy. Đây rồi. Hôm bữa mình đưa cho cái con robot nó là lập trình viên ở trong một cái nhà nho nhỏ, ở trong cái nhà mà đúng không không nhớ nữa, thì nó chỉ là cái mật mã nó dẫn đến Duffer Bar, và đây là 1283 nhá. Đây chúng ta sẽ không. No. Không. Không. Xem nào, lệ thử này nó có hoạt động hay không. Không, tôi muốn đi mở hồng. Tôi sắp chặn được đến rồi. Tôi sắp làm được rồi. Xin chào, có nghe tôi không? Yeah, tôi có thể nghe thấy. Tụi tôi có nghe thấy không? Tụi tôi là đang ở trong slum, đang tìm lối ra. Khoan, nghe cái giọng này giống Zabatar ấy nhỉ? Mô mô.
Tôi không thể tin được, rất vui khi được nghe lại giọng cậu thêm một lần nữa hả Zabara? Cậu đang ở đâu vậy, những người khác sao rồi? Chúng tôi rất là ổn, bọn tôi đã tìm được lối lên. Hello, có ai nghe tôi không? Mọi người phải đi thông qua cổng để đến được chỗ bọn tôi, tại vì nó rất là nguy hiểm, vì bọn rất ở khắp nơi. Cổng, làm thế nào? Xin chào, còn ở đấy không? Hay thật, bọn mình bị mất tín hiệu rồi. Không thể tin được là Zabata còn sống. Và bây giờ anh ấy và những người, những outsider khác đang tính đi thông qua cái ống cổng à? Nhưng mà ống cổng là nơi nguy hiểm nhất ở cái slum này, bởi vì nhưng nếu như Zabata làm được thì nó chỉ còn mỗi lối đấy thôi. À đấy. Si mất. À, mấy người không thể nào vượt qua cổng được đâu, bởi vì ở chỗ đấy bị răng, kiểu như là làm một cái tổ của bọn giấc. Thế nên ý, đi qua đấy là không khác gì dâng miếng ăn cho bọn nó tận miệng cả. Đặc biệt là cậu đấy hả? Cậu gì? Little One. Cô kìa. Con mèo bé nhỏ. Có rất nhiều người đã thử quá khứ rồi, nhưng mà hầu như đều không nhận được kết cục tốt. Tôi cảnh báo cậu đấy. Your business in on of your business. Ok. My business in on of your business. Ok. Si mới à. Cha của cậu ấy là Đốc, từng là một nhà khoa học tuyệt vời. Ông ấy làm việc và kiểu như là thiết kế ra nhiều loại của vũ khí để chống lại bọn giấc. Nhiều năm trước ông ấy đã tự mình đi thử thiết bị đấy và không bao giờ quay lại. Kể từ khi ấy thì Sim mất thay đổi. Đừng ngừng nghe Sim mất. Đừng nghe Sim mất. Cậu ta cũng nhút nhát, nhát nhát như cày sấy giống như tôi thôi. Nếu như mà Đốc đã tạo ra được một loại vũ khí thì chắc chắn đó là một cái vé để chúng ta tìm được outsider. Ở trong cuốn sách của ông ấy có đề cập đến một cái kiểu như là một cái phòng thí nghiệm bí mật một vài lần. Có vẻ như ông ấy đang làm việc ở đấy. Có vẻ như là chúng ta sẽ tìm được một vài manh mối ở căn hộ của Seamus. Nào, đi theo tôi nào. Không, tôi không đi. Tôi không đi, tôi đi mở hòm. Tạm biệt. Tạm biệt, tôi đi mở hòm. Bye bye. Bye bye nhá. Gặp lại hôm sau nhá. Tôi đi mở hòm 1282 đúng không? Freaking no. Không. Không, nó là cái gì? 1283. 1283, 1283, 1283, 1283, 1283, 1283. 1283, 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 1283. Digicode nó là 1 1 2 8 3. Không. Đây ơi, bản nhạc cuối cùng. Finally. Finally, anh ơi, cầm lấy. Đây à. Đó là bản nhạc cuối cùng. Yes. Yeah! Yeah! Melody! It's a melody! Tôi sẽ hát cùng với ông ấy. Cảm ơn về sự giúp đỡ của bạn. Giờ tôi đã trở thành một nhạc sĩ tài ba. Let's go. Vậy là xong quét đó rồi nha. Xong quét đó rồi nha. Woo! Anh ơi, dẫn đường em đi anh ơi. Woo!
ông ấy đang đi tìm mình này. Xin chào Mít. Ranma đã làm cho tôi bộ quần áo này, nhìn nó đẹp không? Đẹp cực. Đẹp cực của nhưng mà từ từ đó. Đây, Mỹ đây. Đâu căn hộ của Simos đâu? Mèo mèo mèo. Mèo mèo mèo. Ông mày vẫn đang lau dọn này. Ai biết gì đâu, nó này không phải tổ nệm đâu, ai biết gì. Chance letter. Announcement. Từ. Come on Simos, mở cửa đi. Cậu biết là bố của cậu muốn giúp chúng ta mà. Announcement tôi đang kiếm. À rồi 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 rồi, vậy là mình xong quét rồi đấy. Như dự đoán, cái tình huống này nó khá là khó khăn đối với Simos. Thằng bé không muốn nghe gì về outsider nữa. Cho nên là thằng bé không giúp tôi đâu. Nhưng mà nếu là cậu thì tôi nghĩ tôi có cách này. Cách gì? Tôi nhảy lên đây à? Oh. Đây, cầm lại cái notebook của Doc và đưa cho nó cho Simos xem. À, nó có nhiều thông tin khiến cho con người sau khiến cho mong là nó sẽ giúp cho thằng bé đọc xong là thằng bé cảm thấy cảm hóa, không gọi là cảm thấy cảm động. Electroshock. giờ phải đi tìm cái phòng thí nghiệm bí ẩn đó đi hả Little Outsider. Và tôi sẽ quay trở lại quán bar và tìm cách liên lạc lại với lại những người khác. Nhớ nhá, phải đưa cái cuốn này tận tay cho Simos. Tôi nghĩ là thằng bé sẽ tìm ra cái vũ khí đấy thôi. Ok, vậy mình phải đi à. Đây là căn hộ của Simos à? Từ từ đã, để tôi phá. Tôi phải phá Simos. Giật quần. Cậu làm gì ở đây vậy? Tôi đã nói rồi, đi qua cái ống cống đấy không khác gì tự sát cả. Để cho tôi yên đi. Không, tôi đi phá. Khổ quá. Đây, nhìn này. Từ từ đã, cái này có phải của bố không? Khoa, tôi không bao giờ biết được. Có một cái phòng bí mật ở trong căn hộ này á, nhưng mà ở đâu? Tôi không biết nha. Tôi chỉ đi phá thôi. Ui. Oh. Ôi. Quỷ. Phá được à? Có khi nào nó là một cái cửa không? Oh. Woo. Quỷ. Thôi. Đúng rồi. Quỷ. Không có DG code làm sao biết được. Translate. Thời gian sẽ trả lời. Ông biết gì hết. Không có thời gian gì hết. Ê, xem này, tôi vừa tìm cái gì này, hay không? Hay không? Hay. Tôi không bao giờ nhận ra là ở đây có một cái digicode kiểu như là một cái cái khóa bằng mật khẩu như này cả. Nhưng mà mật khẩu là cái gì mới được? Là cái gì á? Để tôi phá. Để tôi phá. Để tôi. Ồ, cái này nó kêu được. I'm being a cat. I'm being a cat. Bây giờ mình phải đi kiếm mật mã này. Rồi khoai đấy. Sẽ lục tung chỗ này ra vậy. UDC code. Không có DC code à? À, xem nào. Mysterious Passport, cái này không giúp ích được cái gì rồi. Đọc rồi. Translate. Thời gian sẽ trả lời.
20407001 à? 9G chi 4. What the? What? What? Cbot! Mật khẩu là gì? Tôi không biết. Tôi phải hỏi ông. Có lẽ nào code nó nằm ở đây không? Code nằm ở đâu cơ? Code nằm ở đâu cơ? Tôi bởi tung hết chỗ này đấy nhưng mà không thấy code đâu cả. What? 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 À đây. À đây. Code ở đâu? À đây. Code. Sóc. Vỡ. À tôi ra ngoài. Cho tôi ra ngoài. Không. Không. Tôi không có ở đây mất. Mồ mồ ơi. Access the whole flat. Ủa tôi quá. Nó ở đâu mới được. Tùng leo lên đây. Cho tôi leo lên đây đi. Không à, tôi cào đấy. Không có cái gì ở đây cả ấy. Nó toàn vỡ với vỡ thôi. Không phá đâu được. À đấy. À đấy. Mà khẩu ở đâu? Thời gian sẽ trả lời. Thời gian. Cốt nó nằm ở đâu vậy? Tôi hỏi ông hỏi tôi hỏi ai bây giờ? À tôi hỏi ai? Trời ơi trời. À đế. À đế. Cốt ở đâu? Cốt ở đâu vậy? Chỗ nào mình chưa kiếm mà không được, không thấy. Bên đây chỉ có cái này này. À tao mà ra cốt đố cô, cốt đố cô sao ra ngoài không? À đế. Ê. Từ. It's time to use my brain. It's time to use my brain. Các bạn đợi xíu nhé. Quỳ ăn miếng mì xong quỳ ngồi suy nghĩ một xíu. Con nó sẽ nằm ở đâu rồi nhỉ? Ngày nữa nó không phải nữa. Nếu như mà nó không có ở rồi. Sao đọc cho sao bước chết anh? Thì nó nằm ở đâu được? Sao?
Rồi, tôi nghĩ ra được xíu xíu rồi. Mọi người để ý ở đây có bốn cái đồng hồ không? Bốn cái đồng hồ. Không biết nào lại để có bốn đồng hồ, bốn số phù hợp với digicode đúng không? 2511. Chúng ta sẽ thử nhé. Thử 2511. 2511. Cảm ơn mì siêu cay, bỗng nhiên tôi thông minh ra. Cảm ơn sư huynh, bố thân chào ông đã làm được rồi. Tôi chưa bao giờ thấy căn phòng này cả. Tôi không thể tin được là ông ấy đã giấu tôi suốt mấy lâu nay. Nhìn những cái bản phát thảo kìa, chắc chắn nó là cho cái vũ khí chống lại giấc. Bộ Papa luôn, giờ gọi là Papa luôn à, không gọi là My Father nữa, gọi Papa cho nó gần gũi. Papa luôn luôn giấu những gì ông giấu những kế hoạch của mình. Ông ấy có bảo với tôi về một cái vũ khí đang vẫn đang cho trong việc thử nghiệm, nhưng mà rồi sẽ mang ra thử ở ngoài. Và thế là ông ấy đi đến cái outside the slum, mà đi bên bên rìa của slum, và ông ấy không bao giờ quay lại. Mì rất ngon. Giờ chúng ta làm mì ở đây vậy. Chúng ta nghịch à? Chán xếp. Dễ thương. Dễ thương á, nhưng mà rất là đáng sợ. Đây là một vi khuẩn từ tồn tại từ thời con người. Nó ăn mọi loại. Nó công ổng mới có một cái tiêu bản của nó rồi. Ăn mọi loại nguyên vật liệu có thể nhìn được ở trong bóng tối, và đặc biệt là không thể nhìn được trong ánh sáng. Các bạn thấy nó không? Ok, vậy là con này có khả năng, con nó sợ ánh sáng. Fuck with Simon. Có tìm được cái gì thú vị ở đây chưa? Chưa. Tôi sẽ đi kiếm tiếp. Jesley. Báo robot giấc nó không, nó không còn nằm ở trong tầm kiểm soát nữa. Giờ nó ăn mọi thứ, ăn cả kim loại. Anh sợ vậy. Từ tối quá, bật đèn lên được không? Defluxor. Hybrid in real condition destroyed per second. Nói chung là cái này nó có thể giết được tận 20 con dốc trong một giây à? Ok. Đáng sợ đấy. Đáng sợ đấy. Tôi muốn nhảy lên đây. Ở đây có gì không? Quỵ. Ở đây có gì không? Không có gì à? Không có gì ở đây thật đấy à? Tốt quá. Đèn. Không có gì ở đây hết. Mày cái thùng mày đi ra. Ew. Nhấp nháp. Toàn tiêu bản của dốc cái này. Ông ấy lưu biết bao nhiêu tiêu bản vậy. Không có gì ở đây cả. Rất nhiều tiêu bản của dốc. Ew. Nhà mình có cái gì không? Không có. Mình có thể leo lên đây không? Từ. Leo lên đây được, leo lên đây được. Đổ lên xuống, quỵ. Ủa sao nó bay rồi? Ê. Đây rồi. Ê, Simon. Ê. Ôi, Simon, stop. I want. Có. Ồ, tôi nhớ này, đây là cái tracker của ổng.
Papa luôn dùng cái tracker đấy để ý đến tôi mỗi để ý tôi ở mọi nơi. Maybe we can reserve. À, cái này là kẻ truy dấu vết đúng không? Nếu như mà ông ấy đang cỏ thì nếu như mình dùng cái này mình sẽ tìm ra được chỗ ông ấy. Không phải tin được là bố vẫn còn sống. Tôi nhớ ông ấy nhiều lắm. Bạn cần cái cậu cần cái vũ khí để chống lại bộ rốt đúng không? Có lẽ là ba ba của tớ đang cầm một cái cỡ bên mình. Chúng ta cần sửa cái tracker này để tìm ông ấy. Có vẻ là chúng ta phải tìm ai đấy để sửa lại cái tracker này. Đi với tôi sẽ mở cửa. God, finally. Cái thùng. Cảm ơn các đồng hồ nhá. Tôi chưa bao giờ nghĩ là để đi nhiều đồng hồ như vậy. Cảm ơn bỏ phim cào của Siêu Vi. Bye bye Simon. Bye bye. Dạ, bye bye Simon nha. Bye. Momo, I have a present for you. Tôi sẽ leo lên đây. Đi xuống đây, ok chưa? Ok liền. Ông không chửi tôi nữa đúng không? Ê bro. Tôi đang rất là đau đầu vì tìm cách kết nối lại. Bạn có tìm được cái gì từ Momo không? Có. Did you add the bar? Hay là ông ấy không sửa được, tôi sẽ hỏi chị có ông biết cái này cải sửa được không? You see, Elliot rồi. Tôi biết chỗ của Elliot ở đâu. Near Grandma Shop. Ok, cảm ơn nhé. Tại mình đã nhờ Elliot giải giùm mình cái mật khẩu và cái sách, cho nên là chúng ta sẽ đi đường này đúng không ta? Chắc nữa chịu quên rồi. Đi đường này hả? Ông ấy ở gần chỗ của Ranma, gần chỗ của Ranma. À, không phải đường này, không phải đường này, không phải đường này. Không phải cửa này. Cửa này hả? Từ từ, ôi không, tôi bị lạc rồi. Chỗ của Elliot là ở đâu nhỉ? Translate. Ok, Elliot cũng đi đường này. Đây rồi. Ở đây là nhà của Simon à? Không, nhà của Elliot ở đâu cô? Đây hả? Hay đây? Ê, translate. Ôi không, bộ tìm được nhà của Elliot xong rồi chúng ta mù luôn này. Ở đâu vậy? Đây chăng? Qua đây hả? Đâu, chúng ta đã quay lại chỗ này rồi. Ở này luôn. Ôi không, mẹ lý ơi rồi. Nó chỉ vào đây này. Cửa này. Cửa này hả? Có phải là yes, đây rồi. Chúng ta không cần phải đi kiếm nhà của Elot chi sao xa quá, nhảy vào đây là được. Elliot. Có help. Oh, có một cái tracker này. Tôi nhận ra cái model của nó là Tohima BR2000. Cậu đang kiếm. Cậu có thể dùng này cái tracker nho nhỏ này để tìm người được không? Trembling, I can use my keyboard. You're right. I can work.
I need a blanket to fix your jacket à? Có đây. Có luôn. Oh, cậu tìm thấy đâu ra vậy tuyệt thế. Để tôi thử lên nhé. Đấy. Sao? Oh. Không còn run rẩy nữa, tôi có thể làm việc lại được rồi. Cảm ơn. Giờ tôi có hoàn toàn có thể sửa nhanh. Để tôi update. Ôi, ôi, ôi. Little one, good luck. Thank you, Elliot. Để xem coi nhà ông ấy nằm ở khu vực nào vậy. This day you want to hang out, see you around. Meo meo. Mở cửa. Mở cửa. Tôi muốn xem coi nhà ông ở hướng nào mà tôi tìm nãy giờ không được. Ờ, ok. Nhậu mà gần Rayman thật. Đàm. Đây. Ờ ha. Tôi sẽ đưa cái này. Ơi, từ từ, bấm nhầm, bấm nhầm. Đây ạ. Tôi không biết làm sao để sử dụng nó. Eto, Simon. Nhà Simon bên kia, nhầm. Simon. Khóc Mỹ. Simon ơi. Simon. Cậu đã sửa được cái tracker đấy chưa? Rồi, đã sửa. Cậu sửa được rồi à? Tuyệt vời thế. Đây, đưa cho tớ đi. Chúng ta tìm được tín hiệu rồi. Liệu rằng bố tớ còn sống chứ tớ không nên được. Vậy đi theo thôi. Chúng ta sẽ biết được bố đang đã đi đến đâu. Anh ơi anh cẩn thận nhá. Bộ rớt nó sổ ra em không có cứu anh đâu á. Nhưng mà tôi cũng rất là bất ngờ khi mà robot của bà. Đàm. Trời ơi. Tại sao robot bước qua thì mày không cầm làm mà tao bước qua mày lại cầm làm? Phức mèo. Mèo phực. Đừng nói là đi ra cái ổng cổng kia nha. Chính là nó, ông ấy đã rời khỏi slum rồi. Nó khá là nguy hiểm ở bên ngoài, nhưng mà tôi chỉ muốn chắc chắn, tôi muốn biết làm thế nào. Dù nguy hiểm nhưng vẫn muốn đi, muốn gặp bố. Giống Rico ở trong Make in Abyss đi. Hơn 10 năm rồi không gặp mẹ mà bỗng dưng lại nhận được di thư thì con bé lao. Thôi được rồi, anh đừng đi, để em đi thôi. Để em đi, anh mà đi là anh bị anh đấy là sao gặp bố được nữa. Để em. Ông chắc không muốn đi không? Không ai cả luôn à? Có hai ông tướng ở đây không ai cả luôn à? Nhìn chứng của giấc đây này. Nó có thể ăn chúng ta. Tôi không thể làm được điều này. Tôi không thể nhanh bằng cậu. Giấc sẽ bắt tôi cho mà xem. Vậy cầm lấy cái bát này đi. Cái huy hiệu này đi. Bố tớ sẽ nhận ra đấy. Biết đâu ông ấy sẽ nhận ra tôi. Cậu là bạn của tớ. Tớ sẽ mở cửa cho cậu nhé. Tôi hơi nghi nghi. Tôi xin lỗi, tôi không thể đi xa hơn được nữa. Tôi không nhanh, bọn giấc sẽ bắt tôi đấy.
Lâm có thể tìm ông Mỹ và ông mang mang ông ấy trở về. Đóng cửa lại đi, nó xô ra bây giờ. Đây. Ở xong rồi, xong bọn mình rồi nhé, xong rồi đấy. Đây là đâu? Tôi là ai? Ôi ơi, đừng có nhảy lên xong mà bùm. Đây là đâu rồi này? Remember. Nhìn cái bức tường này này, to thế. Tôi nhớ là ở đây có một ký hiệu giữa slum với lại Midtown. There are down here. Horrible thing to do. Họ kiểu như họ đem rác xuống dưới đây để à. Nó rất là tồi tệ. Đó là lý do tại sao họ bị thất bại à. What? Ok. Ok, cái nhạc kiểu gì vậy? Là phải đi qua đây à? Tôi thấy không ổn lắm các bạn. Hơi lo. Dead end. Đường trời ơi. Đường. Oh no. Nhìn sai nhá. Ủa, ơi, ơi, thôi. Miguel luôn đã. Bà mã ơi, ba mã ơi, ba mã ơi, thôi được rồi, lại nó đánh nhau. Lại nó đánh nhau. Ôi ơi, lại nó đánh nhau. Lại nó đánh nhau. Ui, đi 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 đi. Lại nó đánh nhau. Lại nó đánh nhau. Tôi không điều khiển được game thôi. Ôi lại là đánh nhau. Thôi. Lần này lần này lần này lần này. Để nó đi đâu? Nó đi đâu? Ê? Nó đi đâu? À, vào đây vào đây vào đây vào đây. Ôi ơi thôi. Nhiều quá xá má ơi. Leo lên, leo lên, leo lên, leo lên, leo lên, leo lên. Chết rồi, đi đâu bây giờ? Đây đây hả? Xuống ở đây hả? Này mà nó xuống ngay hay vui lắm này. Thấy lễ hội luôn ý. Sao sao leo qua đấy nhỉ? Từ. À qua đây. Xong rồi bay về ngược về. Từ. Phải nhảy tới 3 lần như vậy thì mới qua được. Nhảy xuống. Ôi. Ôi. Ba má ơi, lễ hội. Đi được không em? Còn đi được không? Còn đi được không? Có ổn không? Tôi không ổn. Có vẻ như đốc đang ở gần đây, chúng ta sắp tới được rồi. Chết tôi ơi! Chân này rồi sao mà đi? Ôi! E đừng có nhúc nhúc nữa được không? Ồ, đi được rồi, đi được rồi, đi được rồi. Tôi còn 8 mạng. Tôi nghĩ tôi còn 8 mạng ấy. À, sao đấy? À, lên đây đây hả? Lên đây. Xong rồi đi qua đây hả? Lên đây nè. Xong qua đây. Xong qua đây. Leo trèo ở đây, chịu nhá. Đây có gì không? Tôi phải hỏi đây có đồ hay có gì đấy. Ví dụ như memory của B12 chẳng hạn. Ồ đấy, biết ngay. Cỏ này. Nhà khoa học bọn tôi làm việc chung, ông ấy luôn nói, luôn miệng nói rằng ông ấy muốn kiểu như nghỉ ngơi một xíu và đi đi câu cá dài ngày. Nhưng mà đương nhiên là chẳng có khả năng đấy ở trong thành phố này và chẳng ai có thể làm được tại vì đã hơn 100 năm trôi qua rồi.
Nếu như chúng ta ra được bên ngoài, liệu chúng ta có thể đi câu cá không? Tôi nghĩ đó là cái điều ước của nhà khoa học. Nhưng mà đầu tiên chúng ta phải đi kiếm đúng rồi, chúng ta phải đi kiếm bác sĩ đó, doctor, doc. Đúng rồi đấy. Không sai đâu, chính ngọng. Eo, chiếc ngồi giấc kìa. Eo. Ô, bóng. Bóng. Ui. Có ai đây không? Hello. Có ai đây không? Không leo ra đây. Eo, nó đóng thành cổng luôn, thành màn luôn. Eo. Tha, bẩn quá. Sợ. Từ. Chúng ta làm gì ở đây vậy? Ờ hả, leo đây hả? À, vào đây, vào đây, vào đây, vào đây. Mi hả, qua đây không? Qua đây không? Hello. Ồ, từ từ. Từ từ. Tôi nghĩ ở đây có đồ, không lý nào nó tạo ra cái khu này chỉ để trưng như vậy được. Con không leo được à? Con không leo được đây. Nhảy nó tạo ra để chừng thật. Nghĩ cơ rộ. Hãy nhúc 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 rồi hãy ở nơi đấy. Hãy nhúc nhúc rồi hãy ở nơi đấy. Muốn đi nữa không? Đi đường này ha. Tiếng nghỉ nhúc nhúc thấy ghê quá. Từ từ. Ở đây có đường đi lên này. Còn bên đây thì sao? Tôi muốn kiểm tra hết. Không muốn lỡ nào hết á. Vậy là chung một đường à? Đi đường nào cũng được. Ở đây à? Có ai ở đây không ạ? À? Chào bạn chó. Cảm giác nằm ở trong lòng như thế nào? Để có khi nào đây là nơi ở của Doc không? Hello. Hello. Ông bác ơi. Ôi giật cả mình. Nhìn rất là đốc. Ủa. Từ từ đã, cậu không phải giấc. Vậy cậu là ai? Từ cái huy hiệu mà cậu đang đeo, cậu tìm ở đâu vậy? Là con trai gửi cho cậu à? Ô là Simon, con trai thông minh của tôi. À, tôi ở đây chắc cũng gần được một thập kỷ rồi. Tôi đến đây để mà sử dụng cái defluxor nhưng mà có vẻ như nó không hoạt động lắm. Ước gì tôi có thể về được đỉnh nhà. Tôi nhờ con trai tôi quá. Có thể kiểu như là cậu có thể đi xung quanh nhà nếu như muốn. Tại vì tôi không có cách nào, không có tài nào để rời khỏi nơi này cả. Oh, remember. Tôi đã từng thấy con người mặc đồ như thế này rồi. Bọn chúng nhỏ con và chạy khắp nơi và làm loạn gây rất nhiều tiếng ồn. À tôi nhớ rồi, nó được gọi là trẻ con. Đường phố trở nên sống động hơn khi có bọn chúng. Mặc dù mang nhiều rắc rối với khó khăn đấy nhưng mà có vẻ như con người lớn lại thích bọn chúng à. Bác sĩ bảo, à Doc bảo là ông ấy nhớ Simon, liệu có phải là cùng ý như vậy không? Ok. Oh, từ, cào. 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 Cào rất tường luôn hả? Quy. Spike. Ở đây có gì không? Ui. Này cẩn thận đấy, đó là defluxor. Nó kiểu như nó đã được nạp đầy đủ để tiêu diệt bọn giấc một cách hoàn hảo. Gigawatt à, 1,2 gigawatt để hoạt động. Và nó nhưng mà cái vấn đề là nó không có hoạt động. Kiểu như trên lý thuyết là nó có thể tiêu diệt hết đấy, nhưng mà
Hôm nào đi theo tôi sẽ cho cậu biết. Theo lý thuyết nó thực hành khác nhau mà anh. Chúng ta cứ đi thôi, xem nào. À há, bọn chó nhá. Ở đây cắn tao này, ngon này, cắn tao này, ngon, cắn không, cắn không, cắn không. Cắn đi. Nè, đuôi nè, cắn không? Không cắn được. Lêu lêu. Cầm cái này đi, nó mới đấy. Nếu như mà cậu sửa được cái generator thì có sẽ sửa được cái kia. Best of luck. Thế là tôi lại phải đi sửa cho ông à. Thật luôn đấy à. Ông đóng cửa lại luôn là không có tình người vậy. Trời đất mẹ ơi, ông ấy cắm. Ông ấy cắm. Ê, ông ấy cắm giáo ở đây này để chặn bọn rớt lại, nhưng mà quái bọn nó không chui vào được thôi. Hay à, đây nữa này. Thì phải đi sửa hả? Yo, nhúc 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 gớm. Nhưng mà chúng ta sẽ sửa nó ở đâu bây giờ hả mọi người? Sửa ở đâu mới được? Đi theo cái dây này đúng không? Ở đây à? Use item. Ở đây. Ôi. Rớt đâu? Bọn nó tràn ra đâu kìa. Oh wow. Chạy. Kêu. Đúng rồi. Wow. Không biết hết. Ôi, đau quá. Chết tôi rồi. Đông quá, phải để ông ấy xiên bọn nó đã. Sorry mèo, đây là lần thứ hai em đai đi thôi. Ôi, rồi, bọn nó ra này. Đúng không? Ôi, thôi, kêu. Xiên bọn nó đi. Đúng rồi đấy, bắn bọn nó đi. Tôi đang chạy lạnh lắc đây này. Đấy. Vừa lắm. Đây, chơi tao này. Đấy, đây chơi tao này. Đấy. Easy. Thôi, vậy. Sợ quá. Yeah, freak you, rồi, subarashi. Tuyệt vời, cậu đã khí nhậu điện nó hoạt động lại rồi. Thấy nó mạnh không? Từ từ đã. Tôi sẽ lắp cái này vô drone của cậu à? Nhưng mà nguồn điện của drone của tôi nó vừa đủ không vậy? Ôi không, 32 đây được phẫu thuật. Ổn rồi đấy. Fancy drone. Rất là more power. It not mean the novels. Nghĩa là nguồn điện của mình nó không được nhiều giống như cái của ông Doc. Nên là mình phải sử dụng vừa phải, không là phải chờ nó hồi lại. Nhớ đấy là nó rất nguy hiểm. Giờ hãy quay trở lại ngôi làng nào. Tôi về nhà với con trai của tôi đây. Tôi sẽ đưa ông ấy về. Đi hồi bác à. Đi thôi. Đi nào. Ở đây có mấy bánh nước này. Ông ấy sử dụng hết cái máy ở đây rồi. Đi nào.
Là sao lại sử dụng bên đấy vậy? Netru à? Mày, nó hoạt động tuyệt đấy nhưng mà nó bị overheat. Ok. Ông phải xách cả cái đấy về chứ. Giờ tôi là một Little Guardian. Little Guardian, người bảo hộ nhỏ bé. Nó không hoạt động. Có vẻ như nguồn điện đã bị cắt rồi. Giờ sao? Tóc quất đốc. Có cách nào đây để mở cửa không ta? Ông hỏi tôi hỏi ai? Từ từ. Chúng ta vào đây được đúng không? Làm sao đưa ông ấy về được vậy? Chẳng lẽ tôi lại ra đây tôi xem à? Không có gì ở đây cả. Không có gì ở đây luôn. À từ từ. Liệu có phải như tôi nghĩ không? Đó là như tôi nghĩ đấy. Lăn. Tại vì để mở được cái ổ cửa đây đúng không? Chúng ta sẽ đi theo đường dây điện. Chúng ta sẽ lan nó ra đây. Đây là thấy không? Đấy. Chưa thấy ba đâm bầm rồi đấy. Chưa thấy tới công chuyện rồi đấy. Thấy ba đâm bầm rồi. Ôi ôi là trời. Trời ơi, quần què gì đây? Space kéo xuống. Cút đi. Ôi, nhiều quá. Thôi. Ôi, overheat. Ôi. Nhiều quá. Too many of them. Dồn ra cục. Burn bitch. Rồi. Đúng chưa? Nhiều quá. Burn. Chạy. Sorry ông đâu. Cứ để đợi tí tôi á. Mày. Rồi. Ông ổn đâu. Sợ quá. Đi về được rồi. Đi thôi. Sorry, nãy để ông ở đấy. Không biết. Nó lao đỉnh. Đây nào. We go back home. Home sweet home. Dạ thôi. Ông mày bắn nước ấy. Không xài được. Tôi hát nước quả ông ạ. Liệu đây có phải là. Nên tôi chịu qua này sao nhỉ? Không có vấn đề cả. À, giờ tôi mới để ý là nó có cái thanh kia để hạ nhiệt này. We back! Simon, bố mày về rồi đây!
người bảo hộ à sao à. Ôi ông ấy kéo mũ xuống rất là ngầu. Ghê không à ha ha ha, ông ấy đang vuốt tôi. Cảm ơn thì đã cứu đốc nhé người bạn bé nhỏ. Có vẻ như bây giờ Sim mất không phải ở một mình nữa rồi. Giờ chúng ta đã biết cách để chống lại giấc. Momo đã đang đợi cậu ở bên đường cổng kia kìa. Ok, đường cổng ấy á. Có vẻ như Sim mất và đốc đều đang rất là hạnh phúc. Tôi nghĩ là bọn mình vừa làm được điều tốt đấy. Cảm ơn mọi người đã đến ủng hộ tập Stray. Tập Stray là tập gì cơ? Tập 4 của Stray. Sadete wa minasan. Mata ne. Mata ne. Bye bye.